Tôi viết năm 1982. Mọi người có thể hỏi tôi viết bài này ra sao, chỉ là một chuyện tình cờ thôi. Tôi với anh Sơn, với anh Phạm Trọng Cầu, với anh Nguyễn Quang Sáng cứ đến giờ nhậu thì nhậu, thì tự nhiên có một cô bé rụt rè đến đưa một lá thư viết bằng chữ mực tím. Thế rồi một lúc tôi dở ra, tôi đọc, tôi cười kha 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 kha. Anh Sơn bảo nếu mà mí cười vui lắm. Và cái đêm đó chúng tôi đang hát, trời bỗng đổ cơn mưa. Thương cô bé nghèo, không có tiền mua vé xem hát. Em còn đang đứng ngoài hàng rào nghe. Mái tóc em ướt đẫm, vai em run lên vì lạnh. Thương em, tôi viết riêng cho em lời ba này. Em nghe nhé em. Trời mưa, mưa quá em ơi, mãi cả ướt mắt rồi, còn đâu. Hóa ra những cái đêm mà tôi với anh Sơn với mọi người diễn ở đây thì là các cái hàng rào đều có cái đinh chọc, bởi vì hàng rào nó bằng tôn chọc vào. Trong lời nói như thế mọi người đều biết là vé không đủ, và những đứa bé nghèo không có tiền mua vé đều nhìn qua những cái lỗ kia. Thế và cái đêm đó tôi lên hát, tôi mới nhìn, tôi tưởng tượng, tôi nhìn thấy hàng rào đầy những cái lỗ, và tôi bảo đó là mặt trời bé con đang nhìn tôi. Nhưng mà không phải là mặt trời bé con, mặt trời già con cũng có, là các đồng chí xích lô đứng lên xe cũng chọc máy nghe, rồi rất nhiều mặt trời. Những người lính xưa tìm lại người lính là tôi cũng lại dùi lỗ để mà xem. Và tôi thấy xung quanh tôi là nhân dân yêu quý của tôi, và tự nhiên tôi viết bài hát đó hoàn toàn là trời cho tôi đúng lúc làm một việc gì đó cho nhân dân. Ngày bé bé không có, chẳng ai cho, tôi vẫn thường trộm nghe. Cho đến nay, với hơn 40 năm tuổi đời, mặt trời bé con đã được rất nhiều thế hệ ca sĩ trình bày thành công. Thế nhưng, những ấn tượng sâu đậm về hình ảnh du ca quen thuộc của nhạc sĩ Trần Tiến hát bên các em thiếu nhi sẽ vẫn luôn là một hình ảnh biểu tượng, để lại trong lòng khán giả Việt những cảm xúc khó quên. Như mặt trời